Chào bác đã quay trở lại với kênh của Phạm Tiến nhá. Bên em thì chuyên các thiết bị về vật tư xây dựng điện máy. Nay em xin gửi đến các bác một cái sản phẩm bên em đang phân phối. Đó là dòng sản phẩm đèn năng lượng mặt trời các bác nhá. Đấy. Thì nó có các loại như là 200W, 100W với lại 300W và 150W. Thì cái con em nó quay lên đây là 150W đấy ạ. Đấy. Thì trong những cái giải pháp rất là thiết yếu trong những cái ngày mưa gió bão bùng không có điện mất điện chẳng hạn, rồi là những cái đến có thể là các bạn đang đau đầu với cái hóa đơn tiền điện nó hơi nhiều thì chúng ta có thể dùng cái thiết bị này, một trong những cái thiết bị là một trong những cái dòng điện năng lượng mặt trời nó rất là phổ biến và vô tận. Đấy. Thì đây tổng quan con đèn 150W đây. Đèn của hãng Solarlight nhá. Trong nó mát chuẩn IP67 nhá. Đèn thiết kế rất là chắc chắn luôn. Đúc nhôm nguyên khối các bác nhá. Đây bên trong này là có cục pin này, đấy, pin tích điện này. Đấy, đây là đèn này. Đấy. Đây là cái tấm pin này, đấy. Tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy. Tấm pin để sạc trong cái đèn này để nó phát sáng. Đây là dẫn dẫn sử dụng và phiếu bảo hành các bác nhá. Đây. Rất là đầy đủ luôn. Dây thì dài 3m. Đây. Dây dài 3m. Này, ngoài ra có cả ốc vít này. Rồi là ốc bắn ấy này, giá đỡ tấm pin này. Ngoài ra có cả điều khiển nữa. Đây điều khiển đây. Đây điều khiển các bạn nhá. Đây điều khiển này. On off này, đây tăng sáng giảm sáng này, auto này, chế độ 3 tiếng, 8 tiếng, 5 tiếng này. Cái đặc điểm của cái đèn này là nó tự động sáng khi mà tối nhá, còn là tự động tắt khi ban ngày nhá. Đây, em bật thử cho bác xem này, rất là sáng luôn. Đấy. Đứng đối diện là chói mắt luôn đấy. Đấy, điều khiển thì sai rất là tiện nhá. Các bác lắp đặt ở xa, lắp trên cột các thứ, các bác chỉ cần cầm điều khiển bấm nút cái là xong nhá. Đấy. Thì bên em đang phân phối dòng sản phẩm này. Nó có các công suất như là 150W này, 100W này, rồi là 200W, 300W. Đấy nhá. Đấy các bác có nhu cầu liên hệ em nhá. Số điện thoại đang quay trên màn hình ạ. 0967128399 thì em tư vấn cho các bác nhá. Đèn năng lượng mặt trời.